Xin kính chào quý bà con đã quay trở lại kênh Dũng Cá Thì hôm nay sẽ chia sẻ về cái vấn đề đó là cái bệnh ký sinh trùng trên tôm Đặc biệt là nói về cái EHB Thì như bà con biết thì cái EHB tức là cái nhóm ký sinh trùng Thì trong nuôi tôm thì thông thường chúng ta thường gặp các cái nhóm ký sinh trùng Ví dụ như là một là cái nhóm Regarin Regarin thì thường thấy trong những cái 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 ruột của tôm mà khi mà mày bị bệnh phân trắng á, thì thường người ta sẽ đưa ra trong số những nguyên nhân thì trong đó có một nguyên nhân đó là gregorin thì đây là cái con trùng hai tế bào và nó à, bám vào cái đường ruột và nó làm cái những cái vi khuẩn cơ hội khác nó tấn công cái nhóm thứ hai là cái nhóm vermiform tức là nó vừa ký sinh ở trong gan và ruột thì nó cũng gây bệnh thì gọi là cái nhóm ký sinh trùng mà cái dạng dạng dung và cái nhóm thứ ba Hôm nay muốn chia sẻ với bà con đó là cái nhóm EB. Thì trong thời gian gần đây thì rất nhiều đầm tôm của bà con bị cái bệnh EB. Và khi mà FB thì đặc biệt là nó sẽ ký sinh trong cái gan và tụy của tôm. Nó khác với lại cái regarin Thì do nó ký sinh trong gan tụy, do đó là nó sẽ nó sẽ lấy đi cái các chất dự trữ uh, và làm cho con tôm nó bị thiếu dinh dưỡng. Thì cái hậu quả dẫn đến là tôm của chúng ta nó sẽ chậm lớn. Do, do đó là khi mà tôm của bà con mà bị nhiễm Fb thông thường chúng ta sẽ thấy là tôm nó bị so le và nếu mà tính cái tỷ lệ lớn của nó so với cái đàn tôm bình thường nó chỉ lớn ở mức độ khoảng từ 10 đến 40% giảm từ 10 đến 40% như vậy thì ngoài ra thì chúng ta thấy con tôm nó sẽ bị giảm ăn nó mềm vỏ giảm ăn và uh, kèm theo là con tôm nó sẽ bị uh, bị bị độc hoặc là bị màu màu trắng sữa thì đó là những cái biểu hiện của cái tôm bị FB về cái nguyên nhân thì thường thấy nhất là đối với nó nó truyền theo cái dạng là từ mẹ sang con tức là uh, ở cái trại nuôi uh, bị nhiễm tôm bố mẹ bị nhiễm thì tại vì tôm bố bố mẹ thì thường ăn những động vật tươi sống mà cái quá trình mà người ta sẽ tiêu diệt cái mầm bệnh FB ở trong cái động vật tươi sống nó khó uh, ví dụ như chúng ta phải trải qua đông lạnh, cái hoặc là chúng ta sẽ chiếu những cái tia cực tím nhưng mà à, vô tình chúng ta để nhiễm thì nó sẽ truyền qua từ bố mẹ bố mẹ nó sẽ sang con. Còn cái trường hợp thứ hai á thì à, chúng ta sẽ thấy được là ở trong cái trại nuôi chúng ta bị nhiễm FB thì nó từ nhiều nguồn. À, nhưng mà bà con thấy là cái chlorine để tiêu diệt nó FB thì cái chlorine nó lại không hiệu quả tại vì cái cái vỏ của cái con FB này nó rất là dày. À, chính vì vậy mà chlorine không hiệu quả mà người ta thường sử dụng là à, dôi sống. Thì chủ yếu là ở câu cải tạo ao thì người ta tiến hành phơi ao rồi sử dụng dôi sống với cái liều khoảng từ 6 tấn cho một hecta thì ở cái mức độ đó thì nó mới tiêu diệt được cái EHB. Còn ở trong cái quá trình nuôi khi mà à, chúng ta phát hiện có EHB rồi thì chúng ta không thể sử dụng những cái giải pháp đó mà chúng ta phải sử dụng những cái cái sản phẩm điều trị điều, điều trị thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì dũng sẽ giới thiệu cho bà con hai cái sản phẩm thì một đó là cái batendo và thứ hai đó là cái aquafix thì đây là cái hai cái sản phẩm mà hiện nay trong giai đoạn hiện nay á, thì sử dụng cho cái vấn đề mà cái điều trị cũng như là phòng bệnh cái fb rất hiệu quả ở nhiều vùng nuôi thì cách sử dụng đó là bà con chỉ trộn vào thức ăn thôi thì buổi sáng mình trộn với cái liều là từ 3 đến 5 g. thí à, dụ buổi sáng thì bà con sẽ trộn cái Aqua uh, Fit này. Thì Aqua Fit này đây là chứa những cái dòng vi khuẩn ức chế cái uh, cái bệnh phân trắng. À, và buổi chiều, trưa và buổi chiều thì bà con trộn cái Batendo. Batendo này thì uh, kết hợp như vậy trong vòng 3 ngày và uh, công ty đã ứng dụng rất là thành công ở nhiều ao nuôi. Thì hôm nay Dũng sẽ giới thiệu cho bà con thì với cái cách sử dụng như vậy thì à, do cái sản phẩm mang cái tính chất đó là cái vi vi sinh do đó là nó sẽ không ảnh hưởng đối với sức khỏe tôm và sau khi sử dụng thì tôm vẫn phát triển bình thường và cái hiệu quả để bài tiết cái AB ra khỏi cơ thể lại rất là tuyệt vời thì à, với những cái chia sẻ này thì hy vọng bà con sẽ áp dụng cái giải pháp này để cái điều trị cái AB trong cái giai đoạn mà khó khăn nhất hiện nay và hy vọng với những cái chia sẻ này sẽ giúp ích cho bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.